Meta 14.9 với sự xuất hiện của 20 đồ on mới đã tạo ra nhiều sự thú vị. Tuy nhiên, nhiều trang bị mới như thế thì khó mà tránh được sự mất cân bằng. Thứ các phi nhân phẩm nhắc đến ở đây chắc cũng nhiều anh em biết rồi, chính là trang bị tạo tắc, bùa thăng hoa. Giờ thì vào nội dung chính của video để xem thầy Huấn Mì đã kết hợp trang bị này với Shen lưỡi kiếm siêu nhiên ác quỷ thế nào nhé. Trước khi vào việc, xin anh em một like, một sub. Map trận này là đăng ký báu vật. Mỗi giai đoạn nhận một báu vật ngẫu nhiên từ bể trang bị đa dạng. Hoàn thành 3 round quái đầu, hôn mê có các mảnh, cung, kiếm và nước mắt. Vòng chọn đầu có lõi Shen Carry, đã ngon từ meta trước rồi, đến 14.9 vẫn chơi được khi không bị đụng chạm gì. Trận trước, hôn mê vừa ăn top 5 với con Shen này nên anh muốn làm lại, đổi lại bừa bộn và Pandora, ra sốc điện và món quà tử sĩ. Để chắc ăn, anh còn check nhà rất kỹ, tránh bị trùng bài rồi mới chốt. Báu vật ở 2 chấm, cho mỗi người một dương đồ on, anh chọn đại bác lên thanh. Cho anh em chưa biết thì ngoài tác dụng cộng một tấm đánh thì đại bác giờ ngon hơn trước là còn tăng thêm một tấm đánh mỗi khi chủ sở hữu hạ gục một kẻ địch. Hôn mê chưa có form đẹp nên dùng 3 cao cường để hack kinh nghiệm. Đối thủ hơn một chest còn có bạn thân nữa mà hôn mê đã được một chest là cũng hay rồi. Thêm gấu kích xong đấu, Quiana lúc này đã 2 sao, cầm đại bác đứng sau ném cũng cho ra khá nhiều sát thương. Nhưng bên kia là 5 định mệnh, liên kết giữa Yasuo và Thresh ở đầu trận cứng cắp. Từ đó bào của hôn mê 5 máu. Anh nhặt được thêm một Shen ở chợ. 2.6, anh không thể kích xong đấu được nữa vì phải ưu tiên eco 30 vàng. Bán Yasuo, đội hình lúc này không có tranh luôn nên thua cũng là dễ hiểu. Nếu anh em để ý thì nãy giờ hôn mê gặp 4 nhà thì đã 2 nhà chọn bùa thăng hoa rồi. Một món đồ đang rất sắc bởi sức mạnh thăng tiến quá nhiều. Quay lại diễn biến trận đấu thì hôn mê đã kết thúc 2 chấm với chuỗi thua 5. Ngoài cho thêm tướng thì người đá bổ sung cho anh 2 mảnh là kiếm và gậy. Khô bỏ 3 chấm cho một búa rèn. Anh này được cái dám chơi liều. Đại bác dùng cho Shen có hơi thừa nhưng vẫn là một món ok khi có cộng tốc đánh. Nhưng Huấn Mì vẫn quyết liều, đập luôn cùng một kiếm. Ai ngờ bú luôn được món đồ đang lỗi chính là bùa thăng hoa và mảnh cung. Ra được đủ ngon cái, ánh cười ác chưa? Cho Shen cuồng đao, bùa thăng hoa và huyết kiếm. Sao tranh kéo được đến dây 19, Shen được bóp thêm một đống máu lẫn sát thương rồi một mình cân ba luôn. Vòng chọn tiếp vẫn là vàng với cường hóa siêu công nghệ, văn bia cảm hứng và kho đồ hỗ trợ. Trong 3 cái thì văn bia ngon nhất vì có lá chắn để câu giờ cho anh tận dụng bùa thăng hoa. Thêm vào đấy, khi các tướng phía trên hy sinh hết sẽ cộng tốc đánh cho Shen. Trước khi roll thì anh có rút tướng ra hàng chờ, giữ lại 2 khổng lồ để có cơ hội ra huy hiệu khổng lồ, nhưng tiếc là không có. 2 nâng cấp mới là đánh như tử và ý chí rồng thiêng. Đánh như tử cũng ngon đấy chứ, vì Shen cầm bùa thăng hoa mà sống được lâu thì cũng hơn 1.500 máu, chưa cần đến Shen 3 sao. Tuy nhiên, văn bia mới là lựa chọn cuối cùng. Round trước win rồi nên anh muốn đánh chuỗi thắng lại luôn. Lên 6 roll đổi phong, có cho mình 4 khổng lồ, kích thêm U Linh với sự tham gia của Illaoi. Yone vào sân thêm hắc ám, Shen cũng lên 2. Tiếp tục là một nhà định mệnh, còn có thêm 2 cọc câu giờ. Nhưng đánh về lâu về dài thì Shen càng thích, hắn được tích cuồng đao, thăng hoa đến chơi. Shen hóa khổng lồ và làm hết, mang về trận thắng tiếp theo cho anh Huấn. 3.3 mới thực sự là cân kèo này. Ông bên kia 5 định mệnh, Yasuo 2, Thresh 2, có bùa thăng hoa kèm quyền trượng cho Ahri, đúng kiểu đánh chai lì, sống dai thành huyền thoại luôn. Sau một hồi mài dao dỗ kiếm thì Shen đã xử được Thresh, nhưng hàng thủ của ta không thể nào mà khỏe hơn được, họ để anh một mình chống Mafia. Bùa thăng hoa kích hoạt cho cả hai phía, nhưng Shen có lượng máu tổng chắc chắn nhiều hơn Ahri rồi. Chưa tính giáp kháng phép mà Shen nhận thêm sau khi các tướng khổng lồ khác hy sinh. Tốc đánh từ cuồng đao, sát thương thăng hoa cộng với nâng cấp carry giúp Shen trở thành một con quỷ công thủ toàn diện. Một lần nữa gánh team, làm quả quad ra kill mãn đồ nhãn, dập lửa nhà top 1. Sau khi đã có form ổn định thì hôn mê slow roll ở 6 kiếm Shen 3, cho Alun vào thay Yone, vẫn giữ được hắc ám để lấy lá chắn câu giờ mà còn được bóp tốc đánh từ Alun. 3.6, đối đầu đối thủ nặng ký Garen Carry đã lên luôn cấp 7. Còn Garen này quỷ không kém, cầm giáp tay Seeker, càng tham gia hạ gục nó càng mạnh. Kai'Sa đứng sau phụ đam, Garen đã dí đến chỗ Shen, hắn bị vây nhưng thăng hoa đã có. Shen bảo hộ linh hồn rồi solo kill Garen. Vừa là tranh chính lẫn đam chính nên việc Garen nằm đã ảnh hưởng rất nhiều đến sức mạnh đối thủ. Không có giảm hồi máu, đam Kai'Sa là không đủ. Shen dọn hết. Vòng chọn cuối, anh giữ lại ngân sách cân bằng cộng
vì đã có hai nâng cấp đánh nhau trước đấy. Có thêm vàng sẽ tạo điều kiện lên Shen 3 sao cũng như lên cấp nhanh hơn. Đổi lại Độc Dược Sĩ và Hắc Nguyệt Chi Nộ, ra Thăng Hoa và ba cây trụm lại. Đằng nào cũng cần 18 giây để dùng búa Thăng Hoa, nên giờ lấy thêm lõi Thăng Hoa này nữa thì là một tá sát thương luôn. Chốt thôi, Yorick lên 3 ngay sau đấy, còn Shen thì đáng tiếc 15 con. Nhà định mệnh đã lên 8, Xin và 2 sao, có luôn xét kích 7 định mệnh. Hai bên trao đổi chiêu thức, Yorick 3 nhưng cởi chuồng nên cũng không thể chống đỡ quá lâu trước những cánh bướm của Xin. Đội hình hôn mê lần lượt nằm xuống, Shen đã thăng hoa được 2 lần, nhưng Thresh đang ở đây kèm giáp lửa để ngăn cản khả năng hồi phục của Shen. Xin chứ danh là một tướng đánh dài lâu siêu khỏe rồi khi số lượng bướm ngày càng tăng. Anh hùng khó quả mỹ nhân, Shen gục ngã trước nữ chủ bóng tối. Hành trình kiếm Shen 3 sao tương đối gian nan. Anh phải nhặt tiếp một con Shen ở vòng chợ 4.4. Về nhà rôn mạnh thì cũng mạ vàng được mắt hoàng hôn. Thay on vào kích 6 khổng lồ. Định mệnh everywhere. Nhà này thì đồ on hơi lỏ là gươm biến ảnh. Xin 2 được lắp thêm kiếm súng cũng không thể giúp họ đủ lực đục thủng dàn tranh khổng lồ này. Shen không mất máu dù chỉ một giọt, chỉ việc giữ vị trí, tích cuồng đao rồi chém hết. Bãi chim cho giọt nước và dương đồ lẻ. Báu vật 5 chấm cho chiếc xẻng, anh lắp ấn thiên cung, thêm khả năng giảm hưu bằng bùa đỏ cho Alun, thêm một Sojin cho cô lên chiêu thường xuyên hơn để bóc tốc đánh cho Shen. Khả năng chống chịu của bé gấu kết hợp ấn thanh hoa thì ai cũng biết là cực kỳ đáng sợ rồi. Nhưng đáng tiếc, Shen lại oánh sát thương chuẩn cơ. Qua 15 giây, thăng hoa kích hoạt, Shen chém phát gần 1k9 sát thương chuẩn, Annie còn nửa cây bốc hơi luôn. Nautilus quăng thủy lô tầm nhiệt khống chế, nhưng chưa được bao lâu, chân Shen lại chạm đất, trả sát thương, đưa Nautilus lên bảng. Amumu cũng không thể chống cự, Ash bắn như mũi đốt inox, còng số 8 siết tay đối thủ. Giờ không cần tham tích lợi tức nữa, anh lên 8 để rút ngắn khoảng cách về cấp độ so với lobby. Bổ sung Azir có thuật sĩ và thần rừng, hoàng đế cũng sẽ câu kéo rất tốt với bọn lính cát. Ưu điểm của bài Shen Carry này đó là đam con Shen siêu lỗi, nhưng nhược điểm là thường thắng chỉ một chết thôi nên không lấy được quá nhiều máu linh thú của đối phương. Như round này, các khổng lồ lần lượt nằm xuống, nhường lại đất diễn cho Shen. Mắt hoàng hôn tự thân vận động, một mình quét sạch với hơn 11k sát thương đầu ra. 5.5, tái đấu Garen, anh hùng truyền thuyết. Anh ta đã lên được 9, thêm được hai nguồn đam sau là Ash và Ire. Có sự cover từ hai tướng 5 vàng là Lissandra và Seth. Liệu kết cục có khác lần gặp trước không đây? Ire dùng bùa đỏ thiêu đốt Feta. On trước khi ra đi cũng kịp hack thêm một đồ cho Yorick là dây chuyền trục tội. Các tướng cận chiến sắp lại chỗ Shen, không cho Garen tiến vào. Shen chớp thời cơ, kết liễu luôn. Lissandra chưa kịp lên chiêu để phong ấn Shen thì đã bị mất hoàng hôn tiễn đi. Ash và Ire hoàn toàn bất lực trước sự bất khả xâm phạm của Shen. Và đó là chuỗi thắng 7 liên tiếp của hôn mê. Trận chiến dần đi đến hồi kết ở 6 chấm khi các nhà đều đã rất thấp máu. Hôn mê nhỉnh hơn nhiều với 45 máu dẫn đầu. Báu vật vòng này cho rất nhiều vàng, kiếm được UD ở những giây cuối. Nhà định mệnh đang nằm giữ top 2, khá là xanh sao với hai ấn định mệnh cho Lissandra và Huy 2 sao. Lissandra và Sinva phó cận UD, nhưng với nội tại lữ khách thì UD không dễ gì bị hạ gục. Nó kích hổ chảo câu giờ cho Shen thăng hoa. Đến lúc UD hy sinh thì có Yorick bọc lót. Được On ban cho vuốt rồng, tướng tác tốt với giáp máu nên cũng có cơ được một lúc. Đến khi bể sơn của Huy phát nổ, tim ta chỉ còn sót lại mỗi Shen. Nhưng đứng ở vị trí này thì Shen cùng bên với Sinva. Cả hai cầm búa thăng hoa, đấu tay đôi. Sinva là kẻ bại trận, đam chính đã mất, còn Huy. Nhưng sát thương sẽ không là nghĩa địa gì với con Shen quỷ này. 6.2, anh kẹp Lissandra, counter Kayn thiên cung. Nhưng kế hoạch thất bại, Udia không bị chỉ định. Kayn quay sang dứt điểm Lissandra một cách lạnh lùng, rồi nhanh chóng luồn ra sau tiêu diệt các mục tiêu màu giấy như Alun hay Azir. Rất may cho hôn mê là vẫn kịp thăng hoa từ lõi lẫn bùa để Shen triệt hạ Ngộ Không và Alun. Còn Lissandra một bên kia của ấn thiên cung và các bảo thạch, phong ấn Shen một đi không trở lại. Nhặt ấn thuật sĩ ở vòng chợ 6 chấm. Đến đây, hôn mê không dùng Lissandra nữa, thay vào đấy là Ngộ Không để tăng múc thiên cung, thêm tốc đánh cho Shen nói riêng và cả team nói chung. Ông Kayn thiên cung đảo Kayn sang cùng bên với Shen để áp sát nhanh nhất, không cho tích cuồng đao hay thăng hoa. Anh hồn cũng rất nhanh tay, đảo Udia sang để kèm cặp, chăm sóc Kayn. Nhưng không là gì khi bài ông kia cao tơ cứng bài hôn mê rồi. Ire đứng sau điều kiếm giảm giáp cho Kayn và Ngộ Không được quẩy. Cùng với đó là khả năng khống chế khó chịu từ Lissandra. Shen bị ép vào đường cùng, có phản kháng nhưng không đáng kể. Chị trà đá Lissandra lại lần nữa cho Shen vào ấm và kết liễu. Kéo dài cuộc chơi đến tận 7 chấm. Anh áp được cả Udia và Azir 2 thì game lại cho mã vàng nữa, không đem lại giá trị gì. Trong khi đấy,
ông Kain Thiên Cung lụm được anh Thây Trần 3 sao. Và lúc này thì gần như là end game rồi. Kain 2 còn khó, huống gì đây là Kain 3. Nhưng Hwanmae vẫn chiến đấu đến tận giây phút cuối cùng. Xếp Udyr sang đấm nhau với Kain. Chết qua chết lại nhanh quá, thành ra mất luôn thanh máu nhà bên kia rồi. Udyr thiết đấu công Kain được một nhịp. Kain bắt đầu xoáy lưỡi hái, tước mạng On, rồi tính sổ Udyr. Tử thần bóng tối đi đến đâu là ghi tên đối thủ vào Death Note đến đấy. Shen và Bùa Thăng Hoa rất rắc, nhưng Kain vẫn thiên cung bản này rất tiếc. Biết bên kia là một fan cuồng của mình, nên Hwanmae nhanh tay mở cài đặt, nhấn FF. Nhưng anh bạn bên kia còn nhanh tay lẹ mắt hơn để bày tỏ sự yêu mến của mình, từ đó mang về cho Hwanmae top 1 trận này. Dù là lõi 4, nhưng qua trận này, chúng ta cũng đã biết cách khắc chế Bùa Thăng Hoa, đó là chơi các bài có khả năng càn quét nhanh. Bên cạnh đấy, còn một công đôi việc học được cách triển khai Kain trong meta này rồi đúng không? Vẫn đi cùng Thiên Cung, nhưng điều kiện là có ấn Thiên Cung để Kain được cộng nhiều chỉ số. Nếu thấy video bổ ích, anh em đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như trở vào nút chuông để không bỏ lỡ các video thú vị từ cà phê nhân phẩm nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.